Chín Sông Lam Nghệ An họ ra quân với thủ thành mang áo số 23 Cao Văn Bình, cao thủ mang áo số 5 Lê Thanh Ngân, số 7 Trương Văn Tuyển, số 9 Nguyễn Quang Vinh, số 10 Nguyễn Quang Lực, số 12 Võ Tiến Thắng, số 13 Nguyễn Mai Hoàng, số 15 Lê Nguyên Hoàng, cầu thủ mang áo số 18 Cái Văn Quỳ, số 21 đội trưởng Ngô Văn Bắc và số 30 Lê Văn Quý. Huấn luyện viên trưởng của U19 Sông Lam Nghệ An là ông Nguyễn Văn Vinh. Trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu và cầu thủ Sông Lam Nghệ An vừa thực hiện cú giao bóng của mình để mở màn cho trận đấu ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì với chỉ một điểm trước U19 SHB Đà Nẵng, đánh đầu. Đó là cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu này và đó là tình huống kết thúc bằng đầu của Văn Quỳ, một trong hai tiền đạo của U19 Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Văn Quỳ và Văn Quý vẫn là hai cái tên xuất phát cao nhất trong đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh. Những phút đầu thì cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang cầm bóng khá tốt. Nỗ lực đưa bóng ra, dứt điểm. Cú đá bằng chân trái, thêm một tình huống dứt điểm nữa và lưới của PVF đã rung lên. Bàn thắng đến rất sớm cho cao thủ xứ Nghệ. Pha lập công được thực hiện ở ngay phút thi đấu thứ 3. Người vừa ghi bàn cho U19 Sông Lam Nghệ An là Quang Vinh. Nguyễn Quang Vinh ghi bàn cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tỷ số hiện tại Sông Lam Nghệ An 1, câu lạc bộ PVF 0. Ở sân chơi U17 họ là đội bóng có thành tích tốt nhất với 8 lần lên ngôi vô địch, còn ở sân chơi U19 là 5 lần. Cơ hội nữa dành cho Sông Lam Nghệ An. Dứt điểm. Một pha lộn xộn ngay trước cầu môn của cầu thủ PVF. Nhưng số 10 đã cướp được bóng. Quang Lực cho thấy sự nhanh nhẹn và cơ động của mình trong những phút vừa qua. Và đây là cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An. Dứt điểm. Pha can thiệp kịp thời của cầu thủ mang áo số 14 đó là Hoàng Chiến. Một tình huống mà hậu vệ cánh của U19 PVF đã bó vào trong. Thi đấu như một trung vệ. Sự góp mặt kịp thời của Hoàng Chiến đã giải tỏa. Cầu thủ xứ Nghệ vẫn đang duy trì được một sức ép tốt. Và họ vẫn đang là đội dẫn trước với tỷ số 1-0. Cơ hội dứt điểm không vào. Phản xạ tuyệt vời của Quang Trường đã cứu thua cho U19 PVF sau cú ra chân của Văn Quỳ. Như chúng tôi đã nói, Văn Quỳ và Văn Quý là hai tiền đạo của Sông Lam Nghệ An. Tình huống chuyển đổi trạng thái chưa đủ tốt của PVF khi mà cao thủ áo vàng đã kịp lùi về để tổ chức phòng ngự. Đường chuyền dài. Thắng Long. Không được. Pha chống biên rất tốt của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền về non lực và cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An. Suýt chút nữa thì cầu thủ PVF đã phải trả giá với đường chuyền về vừa rồi của Minh Quang. Vẫn là cầu thủ xứ Nghệ. Cầu thủ áo vàng đang ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không nghi đó là một tình huống phạm lỗi. Văn Quỳ. Tiếp tục là những giây phút phòng ngự rất chật vật của cao thủ áo đỏ. Bây giờ thì trọng tài đã cắt còi. Đánh đầu! Bàn thắng đến với cầu thủ PVF trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Đội bóng này đã mất đi một lần thay của mình và chỉ còn lại tối đa 2 lần thay nữa. Lại có tình huống va chạm giữa cầu thủ đôi bên. Nhưng trọng tài cũng vẫn không nghĩ rằng đó là tình huống phạm lỗi của cầu thủ PVF. Viettel cũng là một trong những cử viên nặng ký tại sân chơi U19. Năm ngoái thì họ giành ngôi Á quân. Và đội bóng vô địch như chúng tôi đã nói đó là U19 Hà Nội. Cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An dứt điểm, cú đá rất đẹp bắt và tỷ số được nâng lên 2-1 cho Sông Lam Nghệ An. Một pha dứt điểm quá đẳng cấp. Đó có vẻ như là cú đúp của Nguyễn Quang Vinh. Cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Quang Vinh ghi bàn cho câu lạc bộ. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh cũng từng là một cựu tiền vệ giống như ông Đinh Thế Nam. Tình huống dứt điểm của cầu thủ PVF. Đánh đầu không vào. Một pha đánh đầu rất hiểm hóc của cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An. Nhưng đường bóng đi chưa đủ nhanh để có thể giúp cho đội bóng xứ Nghệ có bàn thắng thứ 3. Pha phối hợp rất hay của cầu thủ Sông Lam Nghệ An, Văn Quý. Văn Quý dứt điểm. Không thắng được thủ thành Quang Trường. Hai này. Không có nhiều thời gian để cho Trọng Tuấn thể hiện.
Như vậy là sẽ có penalty. Penalty dành cho U19 PVF. Lê Phát. Cú đá chính xác của Lê Phát giúp cho U19 PVF san bằng tỷ số 2 đều. Gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Đúng là cặp đấu xứng đáng là cuộc đọ sức giữa những cử viên nặng ký nhất của bảng B. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài Trần Ngọc Ánh đã vang lên. Hai đội rời sân với kết quả cuối cùng, kết quả chung cuộc tỷ số 2 đều. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An 2, câu lạc bộ PVF 2.